Anh em nào muốn làm giàu lên ngay clmm88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì còn cỡ chừng 5 phút nữa thôi thì sẽ chốt hạ cái bảng xếp hạng lượt chiến. À, trời ơi anh em ơi, đang là hạng 8 anh em. Mình đang hạng 8 với cái lượt chiến là 62.645. Đó, thì cứ sợ rớt quá anh em ơi. Đây, thưởng lượt chiến đây. À, hạng 8 thì được con Zozu anh em, Zozu. Đấy, có ở trong cái top là cũng mừng lắm rồi. Đấy. Rồi ok nha. Trời ơi, bây giờ cứ sợ rớt quá anh em, chắc úp một ít lượt chiến đi. Úp một ít lượt chiến đi anh em. Hôm nay là ngày cuối ngày thứ 5 nha anh em. Cuối ngày thứ 5, mình chưa nạp đầu nữa. À, mình chưa nạp liên tục nữa, cuối ngày thứ 5 nha. À, là nó sẽ chốt hạ, còn có 4 phút nữa thôi. Để mình mua nhẹ một ít. Đây, chiêu bộ cao cấp đâu rồi? Để mình mua, mình đổi vé ra một ít để mình up lực chiến anh em. Đây, đổi đâu rồi cái này rồi đặc biệt. Đây, đâu rồi ta? Đây, đổi vé đây anh em ơi. Đó, thì mình sẽ đổi mấy cái cục đá thức tỉnh đi anh em. Mấy cục đá thức tỉnh đi, với lại mảnh bản năng anh em. Đổi 10 cục nha anh em, đổi 10 cục trước đi. Để trụ hạng thôi. Ok. Đấy. Đang là còn 3 phút nữa. Trời ơi là trời, hạng 8 chắc rớt quá anh em ơi. Úp nhẹ nhẹ tí đi. Đây, thức tỉnh cho tụi nó nha anh em. 2 sao 1 sao thức tỉnh hết. Enel, cho Enel lên luôn. Đây, thức tỉnh, thử coi lên được bao nhiêu lượt chiến nha anh em. Ôi, 8 mấy lượt chiến ông ơi, chết rồi. Lên anh ơi. Đấy. Lên tiếp anh ơi, để củng cố hạng thôi anh em, chứ không có gì hết á. Trời ơi, phát này tới 4 lần hả? Ok, lên luôn. À, trời ơi, lên cả trăm mấy lượt chiến, 63.000 lượt chiến rồi anh em ơi. Cố lên, còn 2 phút mấy nữa. Tí hồi nữa mình sẽ nhận quà cho anh em coi luôn nha. Đây là cái móc à, thưởng là lượt chiến anh em là đạt được cái móc gì thì chúng ta sẽ nhận được cái móc đó. Ví dụ mát là 45.000 thì chúng ta sẽ nhận được là 11.000 kim cương nè em. Đá thức tỉnh rồi các thứ nè. Trời ơi rung quá anh em ơi. Gặp hôm nay quay mà để quên cái mít ở nhà nữa nên là nó hơi bẹt xíu anh em thông cảm. 63.000 chắc được rồi nè, chắc nằm trong top rồi đó. Mình coi mình lên nổi thêm một hạng nữa hay không. Chắc là không anh em ơi, chắc không đâu. Tại vì một hạng của nó tới là 1.800 điểm, đúng 1.800 điểm lượt chiến luôn. Bây giờ mình up 1.800 điểm lượt chiến là cực kỳ là chua luôn nha anh em. Ok. Kinh quá anh em ơi, để coi còn một phút mấy nữa à. Cho anh em coi sơ đội hình của mình thì đã full tím rồi nè anh em. Đây là cuối ngày 5 nha. Cuối ngày thứ 5. À, đã đội hình đã full tím rồi. Và cũng như là lực chiến đạt 63.000 cấp 43. Đây anh em. À, muốn mở thêm cái map tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đạt được cấp 45 mới mở thêm được map tiếp theo nè. Rồi ok chưa? Một phút mấy nữa nè. Tinh anh thì mình cũng đã lia được tới chương 10 rồi. Chắc cũng phải là cấp 45 mới mở thêm được. Đấy, tụi này nó cực kỳ khó nhai luôn nha anh em. Ngày nào mình cũng đi full để mà chúng ta lấy đá nha anh em. Nên đi full hết những cái đá. À, những cái đá này là chúng ta up trang bị nè. Đá ở bên tinh anh là chúng ta up trang bị nha. Ok, xếp hạng coi. Cứ hạng 8 là được rồi anh em. Bây giờ mà ông top 10 mà đá mình xuống với 3.000 mấy lượt chiến thì chắc cũng chịu anh em ơi. Chứ giờ hết lên lượt chiến nổi rồi. Lên được thì chắc lên được cỡ 1.000 lượt chiến là cùng anh em. Bởi vì mình còn đổi vé mà.
Đây, mình còn đổi, mình còn vé hải trình mà anh em, còn 140 mấy vé lận nè. Đấy, chắc chắn là đổi hết đá thức tỉnh đi cho chắc cú anh em nha. 10 giờ thôi, 10 giờ 19 giây nữa không sao. Hẹn 8. À, chắc được anh em. 12 giây. Giờ là ngưng luôn nha anh em, không ấp nữa nha. Ấp chịu hết nổi rồi. Ok, trong top 10 là được rồi anh em. 2, 1, chúc. Yeah, phần thưởng đã trả về Thư nha anh em. Thì mình cũng đã đạt được qua vượt móc lực chiến. Vượt móc lực chiến luôn à, là được mát móc nè. Thưởng thêm sự kiện là top 8 nữa được con là Zoju và cũng như là rương mạnh ép à, chìa khóa thức tỉnh à, nói chung là thưởng tướng cũng được rồi nè. Rồi ok, coi Thư nha. Thưởng xếp hạng lực chiến à, bạn có thưởng chưa nhận trong Thư đua lực chiến hãy nhận. Đây là phần thưởng top 8 nè. Đấy, ui, vừa kích hoạt vừa khen đủ duyên luôn anh em. Con Zoju này là mình chưa có nha. Ok, ngon lành ạ. À, tẩy thêm quà lực chiến nữa nè. Rồi, chúc mừng đạt lực chiến theo yêu cầu của đua lực chiến nè, hãy nhận thưởng nè. À, đã thức tỉnh anh em, dứt luôn 1000 kim cương, quá ngon lành. Rương chọn mảnh tướng thử. Wow, cái rương này ngon nè, để coi coi. Đây chúng ta sẽ được chọn mảnh tướng của à, có Cracker à, và cũng như là Vego nè, và cũng như là Bartolomeo à. Anh em cứ để đây đi nha, khi nào mà chúng ta cần cái mảnh con tướng nào thì anh em hẳn lấy mảnh con tướng đó. Chúng ta được chọn mà, nên là cứ từ từ anh em, không sao cả. Mở ngẫu nhiên được tướng A, Chopbo. Đấy, ok cho anh em. Rồi, đấy, đây coi coi. Trời ơi. Đây anh em, chúng ta chỉ nhận được một móc thôi nha anh em à, nhiều ông cứ tưởng nhầm là lực chiến đạt tới đâu là chúng ta nhận full móc. Ở dưới đây thì quà nào chịu cho nổi anh em. Anh em đạt được lực chiến nào chúng ta nhận cái móc lực chiến đó thôi. Ví dụ như mình là nhận mát móc là 45.000 nè à. Rồi ok, thì cuối ngày 5 thì cũng đã đua được lực chiến rồi. Top lực chiến hay là top 7 cũng khá là ổn áp à, nên là cũng khá là mừng anh em ơi. Rồi à, ok. Trời ơi, hôm nay up hơi bị nhiều anh em. Ủa, thức tỉnh nữa hả? Chưa thức tỉnh cho con này luôn hả ta? Trời ơi là trời. Cũng này chưa thức tỉnh luôn. Ok, bây giờ lên lực chiến thì cũng như không. Đột phá đó nè anh em, đang rất là thiếu đá luôn. Đây là tinh anh 12 chấm nha anh em. Khá là thốn đấy. Tinh anh 12 chấm khá là thốn đấy. Đấy, đang thiếu đá rồi. Chứ đá lên phẩm thì có đầy rồi anh em ơi. Rồi ok, giờ đi cho anh em coi cái đấu trường mới đi ha. Cho anh em coi sơ cái đấu trường mới đi rồi mình sẽ review sau. Đây là cái đấu trường là Corrida à. Đấu trường này thì chúng ta sẽ nhận được cái con tướng khá là ngon à. Hôm nay là đã là đánh mùa 1 nè anh em. Đánh mùa 1 à, hôm nay quên cược ta. Rồi xem lại cái trận đấu của mình nè anh em. Luật chơi thì chúng ta sẽ có 10 con tướng à, thì 10 con tướng trong team chúng ta là đã có sẵn 6 con tướng chúng ta build nhẹ nhẹ thêm 4 con tướng nữa đó. Nói chung là đem build đều 10 con tướng thì càng tốt anh em. Thì để chúng ta đánh 10 lượt đó, ông nào mà đánh hạng cao thì đây anh em, đây là cái quà để đổi nè đó. Chúng ta mở được huy hiệu vương giả khi mà cấp 55 mới mở được nha anh em. Đấy, cái này thì mình sẽ review sau à, ok, xem lại các cái trận đấu để coi coi có trận đấu hay hay không. Mấy cái trận sau mình toàn thua không anh em, toàn ăn những cái trận đầu. Ôi trời ơi, đánh thua con Enel nữa kìa anh em. Enel level 46 mới ghê chứ. Nào Enel của mình nè, lâu nè anh em, coi lại trận đấu nha. Coi con lâu one hit con này vô chặt chặt mấy cái thì chắc em nó quéo rồi. Đấy, trời ơi y chang. Này là chắc boss anh em ơi, chắc mình nghĩ nó là boss đấy. Anh em coi cái trận đấu trường của mình nha anh em. Mình đang top, hình như top 8 đấu trường thì phải. Đây anh em, top 8 đấu trường à, cho anh em coi cái chiến báo của mình. Đây anh em, trận này khá là hay. Trận này khá là hay. Anh cho anh em coi cái sức mạnh của con là Perona à, cái con bé ma đó anh em, Perona đấy. Đây em có sức mạnh của cái team cái con Benona cho anh em coi. Thôi là mình đặt trước anh em. Bên kia có Benona kìa anh em. Trời ơi,
Team này chuẩn nông dân luôn đấy. Anh em coi đam đó nè. Đấy, trời ơi, một khúc máu team mình luôn ạ. Đã vậy mà nó còn choáng hai địch của mình nữa nè. Choáng hai con tướng của mình nữa. Khốn thật sự. Đồ này trâu quá ta. Đấy, dục gậy đấm à, tay tao lúc nào cũng là búp haki hết. Đây anh em Cosmore nè. Chém hơi bị đau nha. Chém tăng của nó nè. Đó, 20,000 đam, hơi bị kinh. Một đứa. Rồi, NL đây. Một, ba nhát rồi nè, mỗi nhát 10,000 đam á. Tổng cộng là gần 40,000 đam. Rồi, ok. Có một trận mình thua nha anh em. Thua cái con, thua cái ông này luôn mới ghê chứ. Cho anh em coi nè. Coi cái sự bá đạo của ổng. Đây. Đây, trận này mình thua nè anh em. Vãi đạn luôn ấy. Không hiểu tại sao thua luôn anh em. Con Perona này hơi bị lỗi á nha. Cho anh em biết cái hơi bị lỗi nha. Gozu, à mới chiêu được em đó nè. Hạng cao hơn thì được con Pentalomel. Đó, nhưng mà thôi, đánh hạng 8 được rồi nè. Nằm trong top 8 lực chiến là khá ổn rồi. Không đòi hỏi gì thêm. Ở bên kia tàn tướng S không nha anh em. Bên kia tàn tướng S không nha. Đó, anh em thấy đam nó cao chưa? Đánh toàn team luôn mới ghê chứ. Đã vậy mà còn gây choáng được cái thứ nữa. Team mình là muốn gãy hết rồi kìa. Trận này mình thua cách tức tử luôn nha anh em. Không phải tướng SS là mạnh đâu. Bên kia team ok quá anh em. Có tăng nè. Rồi có khống chế. Rồi con tướng lỗi SS trá hình. Tướng S trá hình Perona. Trời ơi được trời. Pha này thua gãy cánh luôn anh em. Đói, đói, ôi gõ kìa. Đói, đói. Sạn đánh đam cũng to lắm nha anh em thấy nó đá cái con lâu của mình kìa. Trời ơi, ở bên kia team cũng bình thường lắm anh em. Đói, anh em thấy bởi vậy. Bên kia trộn hạng 19 luôn rồi. Này là chắc nó ăn win may mắn thôi anh em ơi. Rồi ok, thì đó là video ngày hôm nay. Tối mình quay để sáng mai mình post lên cho anh em coi. Đó, cái quá trình mình đua top lực chiến tức là ngày hôm nay luôn á. Anh em coi được video này ngày hôm nay thì có những cái gì mới thì chiều tối thì mình sẽ làm tiếp video anh em coi nha. Rồi ok, anh em ủng hộ mình hãy cho mình một like, share dõi kênh để mình có động lực làm ra các video tiếp theo. Là hiến máu gì nhiều một tí. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.